trong cuộc đời của chúng ta cũng vậy. Có rất nhiều người sẽ tham gia vào trong cuộc đua và sau đó họ gặp phải những khó khăn, đau đớn, họ dừng lại, họ bỏ cuộc và không bao giờ về đích. Nếu các anh chị chưa từng có 1 triệu đô la là bởi vì các anh chị chưa từng tham gia vào một cuộc đua 1 triệu đô la nào cả. Tôi đã làm điều này chỉ trong 6 tháng. Tôi đã trở thành sao vàng đất Việt và trở thành một doanh nhân sao vàng đất Việt trong lĩnh vực luật sư đầu tiên của Việt Nam. Đến bây giờ chỉ còn một anh nữa thôi ở cùng tòa với tôi, là từ năm 2006. 2008 tôi được nhà nước một lần nữa sao vàng đất Việt. 2008 tôi được Bộ Tư pháp chọn là một trong 5 luật sư của năm. 2010 tiếp tục được bầu chọn là một trong 5 luật sư của năm. 2010 VCCI trong khảo sát 500 doanh nghiệp lớn nhất thì nhãn hiệu của chúng tôi là nhãn hiệu đứng top trong ngành luật bảo hiểm giám định. 3 ngành, 3 cái nhóm ngành nó cộng lại thì nhãn hiệu của chúng tôi là nhãn hiệu nổi tiếng nhất. Nhưng đến năm cũng năm 2000 khoảng năm 2009 gì đó thì tôi bắt đầu tìm hiểu về cuộc sống. Tôi đã bắt đầu gặp được những con người đặc biệt ở trên thế giới. Vì một cơ duyên nào đó mình bắt đầu đến và nhìn thấy câu chuyện của họ. Tôi chợt nhận ra rằng là tôi có tất cả những mọi thành tựu, tôi có tất cả những cái thành công trong kinh doanh. Nhưng có một người họ hỏi tôi rằng là doanh nhân thì mày phải có 1 triệu đô la. Vào cuối năm 2009, đầu năm 2010, tức là cách đây 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6 năm trước. Hơn 9 năm tôi làm doanh nghiệp, tôi không có nổi 1 triệu đô la. Bao trong số các anh chị ở đây ngày hôm nay trong hội trường này chưa có 20 tỷ giơ tay tôi xem. Nếu anh chị chưa có 20 tỷ. Nếu anh chị chưa có 20 tỷ, 2 tỷ tiền mặt trong tài khoản hoặc tiền mặt giơ cao tay ạ. Vâng, cảm ơn các anh chị. Tôi nhớ là khoảng mùng 3 tháng 1 năm 2010. Tôi gặp một doanh nhân người Singapore. Xong rồi anh ấy bảo: "Long, đã là nhà doanh nghiệp thì anh phải có 1 triệu đô la." Tôi cũng chẳng nói gì. Và lúc đó thì tôi cũng nghĩ rằng là tôi cũng ngồi ở cuối hội trường kia lấy điện thoại và chơi game. Và tôi nhận ra rằng là tất cả những thằng xung quanh mình làm gì có thằng nào có 1 triệu đâu. Tôi nghĩ trong đầu, ồ 1 triệu đô la chẳng liên quan gì đến tôi cả. 1 triệu đô la là của bọn mày Singapore. Cho nên là mình không có 1 triệu là chuyện bình thường. Cho nên cái việc triệu đô là việc của mày, về Singapore mà nói chuyện triệu đô. Tôi tiếp tục tôi chơi game. Cái khóa học đó là bớt 13 triệu chị tôi mua cho tôi. 13 triệu và sau đó thì hết 2 ngày về tôi chẳng học được điều gì. Vào tháng 3 năm 2010, ngày 17, 18, 19 tháng 3 năm 2010, tôi gặp một anh luật sư Mỹ. Anh luật sư Mỹ đó cũng nói rằng là doanh nghiệp thì phải có 1 triệu đô la thì mới gọi là doanh nghiệp. Anh ta đã cũng từng bị tắc nghẽn giống như tôi. Và đến một ngày anh ta quyết định rằng mình phải có 1 triệu đô la. Anh ta cũng làm luật sư. Tôi lúc đó mới nhớ rằng là mình cũng là luật sư. Và anh nói rằng là hàng năm cái doanh nghiệp luật sư của anh ấy, anh không phải ra tòa, nhưng nó vẫn tạo cho anh rất nhiều triệu đô la mỗi năm. Và tôi chợt nhận rằng là ồ thằng Mỹ này hay nhỉ. Nhưng mà thế thì Mỹ là luật sư Mỹ thì nó mới thế được, cái luật sư Việt Nam lấy đâu ra. Và tôi lại tiếp tục ngồi ở dưới và chẳng nói điều gì cả. Nhưng có một lúc nó nói đến một thứ khác mà làm cho tôi thực sự thức tỉnh. Con cái. Lúc đó tôi có cảm giác rằng hình như 1 triệu đô la là một con số gì đó mà tất cả mọi người đều nhắc đến. Và tôi bắt đầu research, tôi bắt đầu nghiên cứu về con số 1 triệu đô la này ở các nhà doanh nghiệp. Tôi phát hiện ra những cuốn sách như tôi đã kiếm 1 triệu đô la trên thị trường chứng khoán như thế nào, tôi đã kiếm được 1 triệu đô la đầu tiên ra sao, tôi đã bắt đầu kiếm 1 triệu đô la đầu tiên trên Internet thế nào. Và tôi phát hiện ra cái ngưỡng 1 triệu đô la chính là cái ngưỡng mà đầu tiên chúng ta phải đạt đến. Vào năm 2010, tôi có 2 em bé là 2002, 2004 và 2006. Lúc đó 3 con tôi đã lớn rồi và một vài đứa đã bắt đầu đi học. Và lúc đó thì tôi nói rằng là con phải chăm sóc các bạn. Nếu mà bạn có cái điều gì đó mà cần giúp đỡ thì con phải giúp đỡ trước khi mà họ đặt ra yêu cầu. Và như vậy, cho nên vào lớp thì con ngồi bàn đầu, con rất thính tai các anh chị ạ. Cho nên chỉ cần nghe bạn rơi cái cục tẩy hay cái bút mà dù cuối lớp là con chạy xuống con giúp các bạn. Và con về con kể với tôi như một thành tựu vô cùng tuyệt vời. Và tôi luôn ca ngợi và hỗ trợ con làm điều đó. Nhưng có một ngày cô giáo gọi điện đến thoại đến cho tôi và mong gặp tôi. Và tôi đến gặp cô giáo. Và cô giáo nói rằng là con tôi là một người rất là phá lớp.
bởi vì cháu hay mất trật tự. Cháu đang xong giờ học mà bạn ở dưới kia mà rơi cái bút là con chạy xuống con lấy cái bút và làm việc này để chứng tỏ bản thân rồi vân vân, rồi gây chú ý vân vân, và con không bình thường. Và tôi nói rằng là cảm ơn cô giáo, tôi về tôi sẽ giáo dục con. Và tôi nhận ra rằng là đó không phải là môi trường giáo dục dành cho con tôi. Tôi không muốn trở thành một con tôi trở thành một cái con người như vậy. Tôi muốn con tôi phải sống tuổi thơ của nó không giống tôi, sống tốt hơn tôi. Và lúc đó thì tiền tôi không có các anh chị, cho nên vợ chồng tôi rất là lo lắng để mà chuyển con tới một ngôi trường khác. Nhưng mà thì gửi con đến trường quốc tế thì không có đủ tiền. Và lúc này tôi mới nhận ra rằng là ồ, mình là một doanh nhân thành đạt, mình tiếp xúc với hàng ngàn, chục ngàn doanh nhân lớn trong nước như thế. Khách hàng của mình toàn những doanh nghiệp khủng như vậy. Thành công của họ là bao gồm rất nhiều cái nỗ lực của mình ở trong cái thành công của họ như thế. Mình làm việc 16 tiếng, 18 tiếng, 20 tiếng một ngày để đánh đổi lại điều gì? Chỉ 6 tháng sau, bằng những công thức mà tôi chia sẻ cho các anh chị trong ngày hôm nay, không liên quan đến việc làm giàu, bằng những công thức mà tôi chia sẻ cho các anh chị trong ngày hôm nay, trong 3 ngày tới, nó đã đưa tôi từ không có tiền trở thành có 1 triệu đô la tiền mặt đầu tiên. Cảm ơn các anh chị. Và khi tôi làm được 1 triệu đô la như vậy thì những triệu đô la tiếp theo nó cũng giống như vậy, đúng công thức, đúng công thức, đúng công thức, và nó đến nhanh hơn rất nhiều lần. Nó không còn là 6 tháng nữa, nó ngắn hơn rất nhiều lần, và nó tiếp tục đến, tiếp tục đến, tiếp tục đến, tiếp tục đến từ những công việc kinh doanh khác nhau. 6 tháng đó là một trải nghiệm rất là tuyệt vời trong cuộc đời. Nó dài hơn 9 năm trước tôi đã làm. Và cái điều mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị đó chính là vì trước đó tôi đã không tham gia thực sự vào cuộc đua 1 triệu đô la. Tôi chỉ tham gia vào một cuộc đua săn lùng khách hàng. Cứ mỗi một ngày có thêm một khách hàng là tôi vui. Và tôi cứ hàng ngày bận rộn 16 tiếng đuổi theo khách hàng như vậy. Nhưng đến khi tôi phát hiện ra một cái bí mật, đó khách hàng thì chưa phải là lợi nhuận. Nhưng trên cuộc đua như vậy thì bao giờ cũng vậy, sẽ có rất nhiều người bỏ cuộc và không bao giờ giành được giải thưởng. Khi chúng ta tham gia vào một cuộc đua mà chúng ta xác định rằng mình có thể bỏ cuộc, thì lời khuyên của tôi là đằng nào mình cũng không giành được giải thưởng, mình bỏ cuộc sớm thì tốt hơn rất là nhiều lần. Cái lý do quan trọng nhất mọi người không giành được giải thưởng của cuộc thi là vì họ không tham gia vào trong cuộc thi. Họ không gì các anh chị? Vâng, họ không tham gia vào trong cuộc thi. Chúng ta trên cuộc đời cũng vậy. Chúng ta sẽ không bao giờ giành được giải thưởng môn 1 triệu đô la, tức là 20 tỷ, nếu mình không tham gia vào trò chơi kiếm 20 tỷ. Chúng ta không có được giải thưởng của môn triệu đô là bởi vì mình đã không làm gì? Mình không tham gia vào. Có một số ít người thực sự thành công trong cái cuộc đua này. Đó là cái người mà họ bắt đầu từ vạch đích. Họ bắt đầu với từ vạch đích cũng giống như những người khác. Nhưng ngay khi súng nổ, bùm, họ bắt đầu chạy ngay lập tức. Họ hoạt động với 100% năng lượng ở trong ngay khi súng nổ. Họ cố gắng vươn lên top dẫn đầu. Và ngay ở khi top dẫn đầu rồi, trong suốt hành trình 41,2 km đó, họ vẫn tiếp tục chạy, tiếp tục chạy, tiếp tục chạy, tiếp tục chạy, tiếp tục chạy. Họ không bao giờ bỏ cuộc. Cái lý do là bởi vì họ mong muốn chiến thắng trong cuộc đua này. Và ngay cả ở khi vạch đích, họ vẫn chơi với 100% năng lượng. Và vì chính cái 100% này đưa họ về phía bên kia của vạch đích. 41,2 km không dành cho tất cả mọi người. Trong cuộc đời của chúng ta cũng vậy. Có rất nhiều người sẽ tham gia vào trong cuộc đua. Và sau đó họ gặp phải những khó khăn, đau đớn. Họ dừng lại, họ bỏ cuộc và không bao giờ về đích. Có rất nhiều điều khó khăn trong cuộc đua. Thiếu nước, thiếu đồ ăn, có những vận động viên chảy máu, bị thương do va chạm của đầu gối liên tục, nóng chạy khớp gối nóng lên và nó tự chảy máu. 41,2 km là chặng rất là lớn, vì thế họ gặp phải những khó khăn và họ bỏ cuộc. Và trong cuộc đời của chúng ta cũng vậy, có rất nhiều người trong cuộc đời của chúng ta cũng tham gia vào những cuộc đua và sau đó gặp phải những khó khăn và họ bỏ cuộc. Rất ít người có thể chạm tới được vạch đích này, ta gọi là finish line. Trong cuộc đua triệu đô cũng vậy, có rất nhiều người bắt đầu tham gia vào cuộc đua 1 triệu đô nhưng gặp phải những khó khăn, gặp phải những điều của thị trường, gặp phải khách hàng khó khăn, gặp phải những sự cạnh tranh, gặp phải những cái sự sụp đổ và sau đó họ bỏ cuộc.
Họ không bao giờ giành được chiến thắng bởi vì họ không đủ lòng kiên nhẫn, kiên trì để theo đuổi mục tiêu của mình. Và đây chính là một trong những vấn đề mà họ bỏ cuộc. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Phạm Thành Long. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình, hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.